Thưa các bạn, là mưa này là hỏng hết rồi các bạn ạ. Mưa to lắm mà mưa suốt cả ngày cả đêm thế này thì lụt hết. Đây mình sẽ quay cái cảnh mưa to gió lắm. Hôm qua thì gió lớn, hôm nay thì mưa to. Trời đổ cơn mưa xuống nước đây. Đây mời các bạn, mình sẽ quay cái sân nhà mình. Hiện nay cái sân nó khoảng nước tiêu không kịp. Nước bây giờ dày khoảng 30 phân nước ở sân. Gần như là ngập hết một bậc rồi các bạn nhé. Đây này, mình quay cho các bạn xem là nhà mình ở cánh đồng. Tiêu nước cũng rất là nhanh. Mà hiện nay như thế là sân là khoảng 30 phân nước. Tiêu không kịp. Lỗ chấm mình để là ống phi 110. Phi 110 mà chảy như một cống nước mạnh vậy. Mà bây giờ sân nhà mình ngập 30 phân. Tình hình này thưa với các bạn là xa quê là lúa hôm qua thì bão đánh đổ nằm hết xuống. Hôm nay thì mưa giã bão. Hiện nay là ngập hết rồi. Thì lúa ngâm ở trong nước mấy ngày thì thưa các bạn là một hạt thì nó to bằng 3 hạt. Thì thối hết. Đấy. Ba tháng trồng cây không một ngày trồng bông các bạn nhé. Đây mình quay cái cảnh máng nước nhà mình là dẫn xuống bể nước mưa là mình để là ống 34 mà nó chảy không kịp. Hiện nay là nó tràn cả mái nhà xuống. Đấy các bạn. Đây, ống nước đấy, các bạn nhìn thấy ống nước ở ống 34. Mọi khi là mưa bình thường là không có trào thế này. Hiện nay là trào lung tung xẻ. Chết các bạn ạ, thì chết. Cảnh này chết đói. Không chết đói thì cũng gần như chết đói. Đây, nước, các bạn nhìn. Đây các bạn nhìn mái nhà của mình nha. Nước có đổ nước như thế này. Đấy là có ống dẫn đây. Đây là máng nước đây này. Rồi mưa mình quay cái máng nước cho các bạn xem. Đấy, trên mái tôn của mình ấy là và máng nước đấy mà hiện nay chảy không kịp. Đây, chảy không kịp tức là tràn lung tung xè. Đổ xuống. Các bạn nhìn mưa thế này. Lần nào mở cho kịp. Đây để nước nó tràn. Bây giờ nó đầy là nó tự nó tràn xuống các bạn. Giá mà nó đỡ mưa thì mình khoa mưa mình quay cái cảnh lúa nó nằm xuống cho các bạn nhìn. Nhưng mà bây giờ nó mưa quá sức. Người mình thì nó không được khỏe lắm. Cho nên là nó không dám đi ra nước mưa nhiều. Cái này thì các bạn trông lúa còn cái gì nữa. Đấy có mỗi cái mái tôn nó có 7 mét dài. Lòng có 3 mét rưỡi. Mà máng nước là mình làm bằng một cái ống nhựa là phi 90. Nó chảy không kịp nữa. Tràn sụa đây này. Đấy là không phải quay ảo đấy các bạn nhé. Bây giờ đứng ở trong nhà nhìn ra này. Đây ống nước của mình dẫn xuống các bạn nhé. Đấy có mỗi cái nhà ngói ba gian thôi. Dẫn xuống mà cái ống nước này là cũng không kịp nữa. Dẫn thẳng xuống là không kịp. Nó tràn qua cái mái hiên đổ xuống. Mà mưa suốt từ 10 giờ sáng đến giờ, sáng ngày thì mưa đỡ thôi, càng về chiều càng về tối thì càng mưa to. Bây giờ sân này bây giờ là 30 phân nước các bạn ạ.
Các bạn xa quê trong cái cảnh ở nhà mưa gió quá sức thế này, sống chính về nông nghiệp thì nông nghiệp lại mất mùa. Nên tất cả các con em đi làm xa thì nhớ về quê hương, thì tiết kiệm điếu thuốc, ly cà phê gửi về cho các ông bà già ở nhà. Cái tình hình mưa này là thôi, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Video mình sẽ dừng ở đây, các bạn nắm bắt được tí chút về quê hương. Mọi sự qua cơn mưa thì trời sẽ tạnh, chúc cốt làm sao con người khỏe mạnh là được rồi. Nói vậy thì nói với việc thiên nhiên làm, mình có kêu trách cũng chẳng được cái gì, mình có buồn rầu cũng chẳng giải quyết được cái gì, cứ vui tươi lên. Mọi sự qua cơn mưa thì trời lại tạnh, một vài ngày nữa lại bình minh lại rạng ngời.